Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa được ông Thế Truyền ở bản tin rất nóng hổi. Theo như tờ Epoch Times, thì quốc gia Ba Tây đã thay đổi những cái loại vaccine của Tàu Cộng mà nó viện trợ hàng chục triệu bằng vaccine của Hoa Kỳ. Trong cái mục đích ngăn chặn đại dịch COVID-19, lúc đầu thì Ba Tây phụ thuộc rất nhiều vào vaccine Sinovac của Tàu Cộng. Nhưng vì thấy rất nhiều người bị bệnh sau khi chích cái loại vaccine này, số gia tăng chết và vấn đề nhiễm bệnh làm cho quốc gia này phải thay đổi và phải quay sang đi mua vaccine sản xuất tại Hoa Kỳ. Trước đây Brazil là khách hàng chính mua vaccine của Tàu Cộng và được quốc gia này viện trợ hàng chục triệu liều. Nhưng sau khi 3 tháng thí nghiệm đã làm cho tình trạng bệnh ở bên Ba Tây, thủ đô Rio de Janeiro gia tăng một cách khủng khiếp. Họ đã ngưng trả lại thuốc cho Tàu Cộng và quay sang mua của tàu của Hoa Kỳ. Theo như tờ Wall Street Journal hôm thứ Bảy 11 tháng 9 loan tin chính phủ Ba Tây là ông phát ngôn viên Butatan nói rằng là Sinovac của Tàu Cộng đã được chính phủ hoàn trả lại hết cho Tàu Cộng, những cái số còn lại trên 8 triệu liều. Chính phủ Ba Tây tuyên bố rằng họ khuyên tất cả mọi dân chúng không đừng bao giờ nhắc đến vaccine của Tàu Cộng. Thật ra Tàu Cộng đã viện trợ 12 triệu liều cho Ba Tây. Và đến bây giờ Bộ Y tế của Ba Tây đã ngưng ra lệnh cho các cái cơ quan y tế của toàn quốc Ba Tây ngưng tất cả các cái loại thuốc của Sinovac của Tàu Cộng và cung cấp tiền bạc để quốc gia này mua thuốc Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson của Hoa Kỳ. Ba Tây là một trong quốc gia đầu tiên đã được Tàu viện trợ các loại Sinovac và cũng là một quốc gia đầu tiên trao trả hết tất cả loại thuốc còn lại cho Tàu Cộng. Đến bây giờ thì đến 30% của dân của Ba Tây đã chích thuốc của Tàu Cộng và trên 60% đã bị nhiễm bệnh và gia tăng mạnh hơn, cũng như cái số chết vì bệnh này khủng khiếp ở Ba Tây. Đó là lý do Ba Tây đã phải trả hết thuốc cho Tàu Cộng. Và đến bây giờ thì Brazil đã mua khoảng 100 triệu liều thuốc vaccine của bên Âu Châu và của Mỹ. Phát ngôn viên của chính phủ Ba Tây đã thông báo rằng chính phủ Ba Tây ngừng thảo luận về việc có mua thêm hay là không nhận viện trợ của Tàu Cộng. Mặc dù phái đoàn y tế của Tàu Cộng đang có mặt ở thủ đô Rio de Janeiro và cố gắng năn nỉ chính phủ Ba Tây tiếp tục sử dụng loại vaccine mới của Tàu Cộng. Nhưng tất cả những cuộc đàm phán này đã bị chính phủ Ba Tây từ chối. Và cuối cùng thì phái đoàn của Tàu Cộng đã lên đường về nước trong thứ Bảy vừa qua. Trước tình trạng mà lây lan mạnh mẽ của biến thể Delta, giới chuyên gia dịch tễ học và một số nghiên cứu cho thấy họ chỉ có công nhận loại thuốc chích ngừa của Hoa Kỳ có thể kiểm soát được, dù là Delta hay là Chacha hay là con virus mu. Mu gì cũng là một cái loại mu vất đi của Tàu Cộng. Đầu năm nay, Sinovac trở thành một vaccine duy nhất được quảng cáo ở Nam Mỹ. Nhưng sau khi bị quốc gia Ba Tây từ chối và lên án, thì Tàu Cộng đã bị thất bại hoàn toàn ở Venezuela, ở Peru và Chile. Sau đó thì ngay cả Bắc Triều Tiên là một quốc gia thuộc về Tàu Cộng nhưng không bao giờ nhận bất cứ một liều nào của Tàu Cộng viện trợ cho. Đây cũng là cái hay của bên Kim Jong Un. Vì thế cho nên quý vị không thấy bên Kim Jong Un cũng như là bọn Bắc Triều Tiên nó phải đeo khẩu trang. Và sự kiện này đã làm cho Tàu Cộng mất mặt, là vì hầu như
cái loại gọi là COVID tàu cộng đã thất bại ở Bắc Triều Tiên. Do đó có nhiều người nói rằng nước Mỹ là một cái nước cà chớn. Bắc Triều Tiên người ta có mấy chục triệu dân mà không cần khẩu phần và không cần phải vaccine, mà dân chúng người ta giờ này vẫn sống điều hòa. Vì vậy cho nên ở bên Hoa Kỳ, tên Fauci cũng như là những cái tên CDC bị mang tiếng là những cái tên làm tiền cho cái bọn tỷ phú pharmacy, trong đó những tên Bill Gates, Mark Zuckerberg. Và một trong những cái tên gọi là điều giám đốc về điều hành bệnh truyền nhiễm của Ba Tây là ông Carla Dominguez, nói rằng là cái loại vaccine của tàu cộng nó vô nghĩa, không có hiệu quả tốt, mà ngược lại đã làm cho người ta lây nhiều bệnh và nhiễm bệnh nhiều hơn trước khi người ta chích ngừa và sau khi người ta sử dụng Sinovac. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa, đó là liên quan đến một người đàn bà trúng số ở bên Tô Cách Lan, Anh Quốc. Bà ta đã trúng một cái sổ số độc đắc 37 triệu đô la vào năm 2013. Và sau khi bà ta trúng số thì bà ta than thở rằng đồng tiền không đem lại hạnh phúc cho con người, mà đã làm cho bà ta mệt mỏi, chán nản, cô đơn. Cuối cùng bà ta đã tìm đến cái chết cách đây 3 ngày trong một căn biệt thự trị giá hàng triệu đô la ở bên Anh Quốc. Đó là câu chuyện của một người trúng số độc đắc của Anh Quốc, tên là, năm nay bà ta 56 tuổi, rồi tên là Margaret Lathring, 56 tuổi. Sau khi bà ta trúng số vào năm 2013 thì bà ta đã lâm vào cái bệnh gọi là trầm cảm. Và bà ta thấy rằng tất cả những đồng tiền vật chất vẫn không làm cho bà ta hết cô đơn. Bà ta không có gia đình, không có con cái và không có người thân. Cho nên bà ta đã hàng dùng chục triệu đô la để mà giúp cho các cơ quan từ thiện và giúp cho những người hàng xóm khi cần thiết. Bà ta còn nói rằng là một trong những cái sự kiện bà ta đi làm ở thư viện trước đó, khi bà ta trúng số vẫn còn làm thư viện, bởi vì bà ta không muốn ở nhà một cách vô duyên. Một trong những cái sự kiện cho con người ta thấy hạnh phúc ở đời không phải là do tiền bạc, chưa đủ. Tiền bạc chỉ có thể đem lại cho chúng ta có một đời sống vật chất sung túc, nhưng không phải là một điều kiện ắt có và đủ tạo nên hạnh phúc cho con người. Đây cũng là cái lý do mà nhiều người điện thoại và hỏi riêng Đại Hải rằng giáo sư sao đến cái tuổi này mà vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ và tỉnh táo. Thì tôi chỉ thưa có một điều, vô tư. Chúng ta phải vô tư, chúng ta phải yêu đời, chúng ta phải nhìn đời đời bằng màu hồng thì cuộc đời nó sẽ đẹp. Còn nếu chúng ta lo lắng tiền bạc, lo lắng tình cảm, lo lắng tất cả những việc gia đình, con cái, chúng ta sẽ mau già và chóng chết. Cuộc đời của Dương Đại cũng thế, vô tư. Và vì vậy cho nên rất may mắn, tôi đã từng nói với quý vị nhiều lần, chúng ta cần phải có bạn, và nhất là bạn tốt. Tôi đã thưa với quý vị, tôi có hàng 2-3 ngàn người bạn, và bạn tốt. Còn những bạn không tốt mà chúng ta chơi, chúng ta sẽ ảnh hưởng. Chẳng hạn như bây giờ chơi những người bạn đánh bạc, chúng ta phải đi đánh bạc với họ. Chúng ta chơi những người bạn uống rượu, chúng ta phải uống rượu với họ. Chúng ta chơi những người bạn chỉ ke ma túy, chúng ta phải dính vào vấn đề cần sa, là chuyện thường, thuốc phiện. Tất cả những cái sự kiện đó tàn phá con người. Nhưng chúng ta làm bạn với sách vở, làm bạn với kiến thức, làm bạn với những cái triết lý nhân sinh để chúng ta tìm được cái cứu cánh của cuộc đời. Cái khổ nhất cho con người ở đời là người ta không biết được cái cứu cánh của họ về đâu. Không biết rằng con đường họ đi nó sẽ đi về hướng nào. Cuộc đời những người đó như là một con thuyền vô định,
trên đại dương mà không có la bàn. Còn chúng ta đã có một cuộc sống có định hướng, thì dù cho chúng ta đi không đến nơi, đó là ý của Thượng Đế. Cũng như là những con thuyền có la bàn không có nghĩa là họ đi đến nơi, còn phải trải qua sóng gió cuộc đời. Và cái kẻ được may mắn hạnh phúc đi đến nơi đến chốn, cái đó là một cái tuyệt vời của đời người. Và cho đến bây giờ Dương Đại Hải đang đi đúng hướng. Cho nên hỏi như vậy thì có những người ta ghen ghét không? Có chứ, thiếu gì. 10 người thương thì cũng phải có ít nhất 3 người ghét, là vì họ ghen thôi. Quý vị thấy trên TV còn đó, tôi làm việc tốt lo cho vấn đề Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa, vẫn bị Cộng sản Nam Vùng tới nước phá, vẫn bị những cái tên xấu miệng xấu mồm nó mà đặt chuyện nó nói xấu. Cuối cùng chúng nó chết mà mình có chết đâu, đúng không? Thành thử ra cái vấn đề quan trọng nhất, như là cái bà Margaret Ruffin rồi bà nói rằng là cái hạnh phúc của đời người không phải là vấn đề tiền. Tây nó cũng bảo rằng tiền là một đầy tớ tốt, nhưng mà là một ông thầy xấu. Bullshit vente, nhưng mà là mauvais maître. Cái chuyện đó đương nhiên. Chúng ta phải làm sao nhìn cuộc đời bằng sự lạc quan và vô tư. Nhưng mà thật sự có cái bí quyết đối với nhân đại, đức tin. Chúa đã từng dạy mà, khi mà cứu những cái người mù được thấy, những người điếc được nghe, những người câm được nói, họ níu áo, họ cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa chỉ nói có một câu: chính đức tin của con đã cứu con. Thì Dương Đại Hải cũng thế, sống bằng đức tin, mầu nhiệm, chuỗi mân côi. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.